Arahant cao thượng được chứng quả chánh huyễn tri do ngài tự ngộ của thầy chỉ dạy. Con nên mới lòng thành kính làm lễ đức Phật, qua đó ngài là bậc Arahant cao thượng được chứng quả chánh huyễn tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Bhagavado, ngài là bậc Arahant cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Bhagavado, ngài là bậc Arahant cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Bhagavado, ngài là bậc Arahant cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyambi buddhang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duttiyambi dhammang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đức Thích Giảm Bí Sẵn Khăn Sa Ra Nam Gai Chai Mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tát Thích Giảm Bí Bù Đăng Sa Ra Nam Gai Chai Mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tát Thích Giảm Bí Thầm Măng Sa Ra Nam Gai Chai Mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tát Thích Giảm Bí Sẵn Khăn Sa Ra Nam Gai Chai Mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Phật thân xa la năng khát chá mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Thâm măng xa la năng khát chá mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp. Sẵn khăn xa la năng khát chá mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng. Đủ ti yam pi bụt thân xa la năng khát chá mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đủ ti yam pi tham ăn sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đủ ti yam pi sang khang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi bụt thang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham mang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sang khang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Tuy saranagahanam paripunnang, phép quy tâm báo tròn đủ chứ có bấy nhiêu. À ma phân tê giả xin vâng. Bà na tì bà ta, về rá mê ni sư khá bà đăng sắp ma đi an mi. Con xin vâng giữ điều học và quý đánh xa sự sát sanh. A đi na đa na, về rá mê ni sư khá bà đăng sắp ma đi an mi. Con xin vâng giữ điều học và quý đánh xa sự trộm cắp. A brahmacharya, về Ramani sa khá và đăng sắp ma ya mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự thông dâm. Mu sa wa da, về Ramani sa khá và đăng sắp ma ya mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự nói dối. Su ra me ra yam chấp ma da tha na, về Ramani sa khá và đăng sắp ma ya mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Vika lafu sana we ramani sakha badang samma adiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Natcha ghi tạc qua đi tạc vi su karasana ma la gan thabide bata dharana mandana bi
phụ sanat tha na về ramani sẽ khá và đăng sama diyami. Con xin vâng dự điều học là có ý đánh xa sự múa hát, thổi kèn đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, thoa bột thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. Úc cha sĩ nhân ạ mạ hà sĩ nhân à. Về ramani sẽ khá và đăng sama diyami. Con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa chỗ nằm ngồi nó quá cao và xinh đẹp. Panati pata viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Brahmacariya viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý chánh xa sự thông dâm. Musawada viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý chánh xa sự nói dối. Suramerayamacha pamatathana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự dễ dỗi rượu và các chết say. Vikala phochana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự ăn sai giờ. Nakya gita vadita visuka dasana malaganta vile panatharana mandana vipusana thana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự múa hát, thổi kèn đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, thoa bật thơm, rồi phấn và đeo tràng hoa. Ukkha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang atthanga samanagatang buddhappa nhantang oposatang imancharating imancativasang samadeva apirakhiton samadhiyami. Con xin vâng giữ thọ chỉ bát quan trái giới. Chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hậu để giữ vâng giữ hành theo cho được trong sạch chọn ngày nay. Và đêm nay mong cầu gieo được giống lành, đầy thế rõ niết bàn trong ngày vĩ lai. Imani athasikhabadani uposatlavasena imancharatani imanchitivasang sathukang katoa. Áp mà đề nên sắp arakitap vang di thiện tinh nên thọ trì bác quan trai giới cho trọn ngày nay về đêm nay không nên dĩ vui. Apante jasinung si lan sukatan yanti si lan phu samada si lan inipuntan yanti tasma si lan visu thak ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giải luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lần thầy. Dạ thay mặt chúng trong rung con xin được thành kính tri ân đại đức minh hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy bát quan trai giới đến hàng phật tử chúng con. Quy lòng thành kính đảnh lễ tán chất tam bảo tùng kinh sám hối thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị ôn thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhân cảnh bằng đã tái sanh và nơi ăn vui nào rồi thì vui càng thêm tăng tiến. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng,
Dạ sao phải lấy bài tam bà tụng kinh sám hối tỏ trì quy giới. Abhatana xin được kính mời cô tu nữ Như Pháp tiếp theo ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn Vinh Quách. Thana, dạ na, cô Hoa Nguyệt, cô Trần Đạo, cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Thi Na. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tuệ Nhẫn, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Như Pháp kính chào Vinh Quát Thanh Á, kính chào cô Trần Đạo, kính chào Thi An Lạc, kính chào Buôn Bỏ, kính chào cô, kính chào cô Hoa Nguyệt, kính chào cô Sạng Đông, kính chào cô Cẩm Vân, kính chào Huyễn Mộng, kính chào IQ em đó, kính chào Thi Na. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Như Pháp kính chào Đạo Tràng. Sa thủ đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quách Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo sám hối và thọ trì vi giới. Như Pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Sạng Đông đã mở rung và cho đạo tràng được thính pháp. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bây giờ con không biết Đại Đức Đại Nhẫn, Đại Đức Đại Đức hai vị có trước mắt không ạ, cho con một tín hiệu. Dạ, con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để tuyên phong ôn bài Pháp Cú Kinh số 191. Như Pháp kính mời Vinh Quát Tha Ná, mến mời cô Trần Đạo, mến mời cô Sạng Đông, mến mời cô Cẩm Vân, mến mời kính mời cô tu nữ Tệ Duyên rồi Thi Na rất đích rồi. Dạ, Như Pháp cũng kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Dạ, bây giờ con cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn tiên phong ạ. Mời Thi Na nha, Thi Na. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thân chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính lễ Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng tại vì tuần trước bất chợt cô ở Hà Nội có hẹn vào giấy tờ đất đai ở trên Đắk Nông, phải đi trên xe nên là đang đi ở trên xe đường đèo và có các cái người trên xe và tối không có kịp để vào trong room được và cũng không thông báo trước được cho cô Dục Huỳnh. Sau đó thấy cô gọi nhưng mà biết nhưng mà không thể nào báo được. Và rất là vui mừng khi mà lên trên đó thì cũng có một đại đức ở bên Ba Úc á, cũng đã có một cái miếng đất ở gần hai huynh đệ thì ở hai cái nơi cách nhau chừng 700 mét thôi. Cái miếng đất của vị đó thì ba sào, cũng có dần dần có một cô tu nữ và mấy vị tu ở bên Ba Úc cũng chuẩn bị để đó ở trên sườn đồi rất là đẹp. Còn chỗ sư thì thành lập chuẩn bị xây dựng ở trên đó là một mẫu nữa, nó tới một mẫu là các chuẩn bị tiến hành làm những cái khu thiền thất ở trên đó để sau này cúng dường những chư tăng để cho các vị có những cái nơi mát mẻ để thực hành giáo pháp của Đức Phật. Cái này không phải là giàu đâu, cái này là Phật tử họ cúng dường, họ cúng dường đất. Mình không có cái gì cả, các nhà sư thì chỉ làm phục vụ đến tam bảo thôi. Nói cho quý vị, các vị mừng. Và ở chỗ đất này thì nó nóng quá nên là các sư gọi lại các vị sư khác, các vị sư ở và các sư thành lập tiếp những cái ngôi tam bảo để cho chư tăng
tu tập để cho tốt đẹp sau này. Với cái phần phước này, mong cho tất cả chư đại đức tăng quý cô tu nữ luôn luôn có được cái sự tinh tấn và ba la mật để thấy rõ diệu pháp vô cùng cao thượng của Đức Phật. Chúng ta thấy khi mà chúng ta càng học Phật pháp thì mới thấy trí tuệ của Đức Phật đó là vô lượng, vô lượng. Càng học thì chúng ta càng thấy là không có cái gì để mà tri ân Ngài qua cái sự mà chúng ta học pháp, hành pháp và hàng ngày học hiểu, nghe pháp từ Đức Thế Tôn. Chỉ có con đường duy nhất. Càng học pháp thì chúng ta thấy mới thấy trí tuệ của Đức Thế Tôn thật là bao la và nó vô cùng vô cùng vô tận. Mà khó khi nào chúng ta có được những cái kiếp người sanh ra mà được sống trong chánh pháp như vậy đó. Nên là mình làm cái gì mình tri ân tâm đó, rất là tốt đẹp. Bây giờ con xin ngâm câu kệ số 191 ạ. Dukhang dukha samuppadang dukha saka atikhamang arichathang gikang maghang dukhupasa magaminang dukhang dukha samuppadang dukha saka atikhamang arichathang gikang maghang dukhupasa magaminang dukha dukhang dukha samuppadang dukha saka atikhamang Ariyang chat thang gi kang makang dukhu pasa magaminang. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ lão tận. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa, con kính đảnh lễ Chư Tăng và xin dừng mic cho rung. Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn. Dạ, cảm ơn cô Đặng Đồng. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con không biết đại đức, có trước máy không ạ? Dạ, sư có trước máy, sư cho con một tín hiệu và sư. Đạo tràng đang chờ sư lên mic. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Đại đức có trước máy không ạ? Nếu sư có trước máy, sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ, vậy đạo sư không có chức máy rồi. Dạ, bây giờ thì Diệu Pháp kính mời cô tu nữ Tề Duyên và mời cả quý vị trong đạo tràng đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Khi nào sư Tệ Đức có tín hiệu thì mình sẽ nhường mic cho sư. Dạ, để không mất thời gian của đạo tràng. Dạ, mời cô tu nữ Tề Duyên. Dạ, mời tất cả quý vị ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ cô Như Pháp và kính chào đạo tràng. Và bây giờ Tuệ Duyên xin kể kinh Pháp Cú số 191. Dukkhang dukkha sammuppadang dukkha saccha attikkhamang Ariyang chát thần ghi căng mắt gần đúc khu bát sa mát gà mi nặng. Đục khăn đục khá sa mập ba đăng. Đục khá sa chá tí ca măng. Ariyang chát thần ghi căng mắt gần đúc khu bát sa mát gà mi nặng.
Đục khu ba sa ma gà mi năng. Đục khăn đục khá sa mấp bà đăng. Đục khá sa cha a tích ca măng. A ri dành cha thăng ghi căng mắc găng. Đục khu ba sa ma gà mi năng. Thấy khổ và tập khổ. Thấy sự khổ vượt qua. Thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chánh tri đau khổ đau mê. Chánh tri tứ đế bồ đề tự tâm. Lần theo bát chánh giác phần. Vượt qua khổ nạn mê tân đời này. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, ở Tây Duyên đã kể xong. Dạ, cảm ơn huynh Quách Thanh Á. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Lào Cai. Dạ, kính mời Lào Cai. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Nhẫn, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Đã. Con xin cảm ơn cô Như Pháp, cô Dạng Đông và cô Trần Đạo cho biết tín hiệu ạ. Đã. Cảm ơn huynh Quách Thanh Á. À, chú, gọi là chú nhiêu tuổi. Đã. Cảm ơn chú đã cho cháu bài. Đã. Con xin phép được đọc bài ạ. Đã. Dukkhang dukkha sammubbadang dukkha saccha atikkamang adirancan thanggikang magang dukkhupassa magaminang dukkhang dukkha sammubbadang dukkha saccha atikkamang Ariranchan tham ghi căng mắc găng Rukhupasa magaminang. Thấy khổ và khổ tập. Thấy sự khổ vượt qua. Thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chánh chi đau khổ đau mê. Chánh chi tứ đế bồ đề tự tâm. Lần theo bát chánh giác phần. Vượt qua khổ nạn mê tân đời này. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc và kệ xong. Con xin được xuống mic mời một vị khác ạ. Dạ. Dạ, Tina ơi, không có nghe được âm thanh Tina. Mời cô Rạng Đông tiếp tục ạ. Sa thú, em cảm ơn Như Pháp. Con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính lãnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Kính chào đạo tràng. Kính quý vị cho biết tính. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 191. Đúc khăn đúc khá xá múc bà đằng đúc khá xá chá á tích ca măng á ri dành chá thằng ghi cằn mắt gần đúc khù bá xá má gà mí nằng đúc khăn đúc khá xá múc bà đằng đúc khá xá chá á tích ca măng á ri dành chá thằng ghi măng mắt gần đúc khô bá sa ma gà mí năng đúc khăn đúc khá sa múc bà đằng đúc khá xá cha a tích ca măng a ri dành cha thằng ghi măng mắt gần đúc khô bá sa má ghi ma gà mí năng
thấy khổ già khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ nạn tận. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đúc khăn đúc khá sa múc và đằng, đúc khá xá cha a tít ca măng, a ri dành cha thằng ghi cằn mắt gần, đúc khà bá sa má gà mí năng. Chánh tri đau khổ đau mê, chánh tri tứ đế bồ đề tự tâm, lần theo chánh giác phần vượt qua khổ nạn mê tân đời này. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú lành thai, kính cảm ơn sư Cận Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá Đa Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ giáo pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ thường tọa minh hạnh đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 191. Đúc khăn đúc khá xá núc bà đằng, đúc khát xá chá á tít cá măng, á rí danh cháp thăng ghi căng mắt gần, đúc khô quá xá má gà mí năng, đúc khăn đúc khá xá núc bà đằng, đúc khát xá chá á tít cá măng, á rí danh cháp thăng ghi căng mắt gần, đúc khô quá xá má gà mí năng, đúc khăn đúc khá xá núc bà đằng, đúc khát xá chá á tít cá măng, á rí danh cháp thăng ghi căng mắt găng, đúc khô bá xá má gà mí năng. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Chánh tri đau khổ đau mê, chánh tri tứ đế bồ đề tự tâm, lần theo bát chánh giác phần vượt qua khổ nạn mê tân đời này. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, muốn mời bàn tay của Sít Tina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 191. Đúc khăn đúc khá sa múc bà đằng, đúc khá sa cha a tích ca măng, a ri dàn chá thằng chí căng mắt găng, đúc khô phá sa mát ca mi năng. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đúng khăn đúng khá xa mừng ba đằng, đúng khăn xa chá a tín ca măng, a rí danh chán thăng ghi căng măng găng, đúng khô phá xa ma ga mi năng. Chánh tri đau khổ đau mê, chánh tri tứ đế bồ đề từ lâm, lần theo bát chánh giác phần vượt qua khổ nạn mê tân đời này. Của Hòa Thượng Giới Đức. Con kính chào quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đại tràng ạ. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức cùng sư tôn Đức Tăng, kính lễ cô tu nữ Tuệ Như, cô tu nữ Như Pháp. Kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh pháp cú số 191 ạ. Đúc khăn đúc khá xa múc ba đằng, đúc khá xa cha a tí ca măng, a rí danh chánh thăng ghi căng mắt găng, đúc khô ba xa ma ga mi năng. Đúc khăn đúc
dukkha samuppa dang dukkha sacca tikkhanga mang ariyang chan thang di tang mang yang dukkha basa mayami nang. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chánh tri đau khổ đau mê, chánh tri tứ đế bồ đề chữ tâm, lần theo bát chánh giác phần, vượt qua khổ nạn mê tân đời này. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Đức. Cảm ơn Quân Đức Thái Na đã bóp bài ạ. Và con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Kính mời cô tu nữ Như Pháp. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô Trần Đạo. Đã cảm ơn cô Đặng Đồng, cô Trần Đạo cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhận đã từ bi hoan hỷ. Truyền phong ông bài Pháp của Kinh số 191. Như Pháp kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên, cô Trần Đạo, Thi Na, cô Cẩm Vân, cô Rạng Đông, Pháp Nguồn Lào Cai đã hoan hỷ lên ông bài ngày hôm nay. Dạ bây giờ hiện đã đến giờ học bài mới câu Phúc Quốc Kinh số 192. Dạ cảm ơn Minh Vác Tha Ná đã cho bài học. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng ta được Đại Đức Tuệ Nhận giảng dạy bài học ngày hôm nay, câu Pháp Quốc Kinh số 192. Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sân Khà Giá, Nam Mô Ta Sa Phá Gá Quá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Tha Sa Nam Mô Ta Sa Phá Gá Quá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Tha Sa Nam Mô Ta Sa Phá Gá Quá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Tha Sa. Phạm Thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lập gia ngày dời chân sang. Thuyết Pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự Pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói bằng từ bi. Chúng sanh người khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhận từ bi hoan hỷ đăng đàn để học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu Pháp của Kinh số 192. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học Pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến Sư ạ. Dạ. Trước khi vào bài học, chúng ta lại tiếp tục về khoảnh khắc này. Tất cả mọi thứ xấu đẹp, những cái gì lung linh của ngày hôm qua, chúng cũng đã vô thường, chúng không bao giờ quay trở lại nữa. Chúng chỉ sanh khởi một sát la duy nhất trong vòng sanh tử luân hồi. Và cứ thế, ngày nào còn vô minh thì những cái thiện và bất thiện, những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng xúc chạm, nó lại sanh khởi ở chỗ này, chỗ kia, và không gian này, không gian khác, hình hài này hay hình hài khác. Chúng chỉ như vậy thôi. Và chúng lặp đi lặp lại,
Nhưng mà lặp đi lặp lại với những hình thức mới do duyên khởi, chứ không phải lặp lại những cái cũ. Nhưng bản chất của tham thì chúng vẫn giữ cái tính chất của chúng không bao giờ thay đổi. Bản chất của sân, bản chất của si, bản chất của trí tuệ, tất cả những pháp này chúng thay đổi hình dạng bên ngoài, thay đổi theo các duyên, nhưng mà tất cả chúng vẫn có bản chất là như vậy và vô thường. Chúng đánh lừa bởi vô nên chúng ta chìm sâu trong những cái ảo tưởng. Và thế giới thực thì không có một con người nào cả. Con người có được chỉ ở trong suy nghĩ mà thôi. Suy nghĩ thì cũng không phải lúc nào cũng suy nghĩ về con người. Suy nghĩ có lúc suy nghĩ về cái này đẹp, cái kia xấu. Suy nghĩ về đàn ông, đàn bà, suy nghĩ về chó, về mèo, suy nghĩ về tình cảm, yêu đương. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chồng vợ thì cũng chỉ có trong một khoảnh khắc của suy nghĩ. Hết cái khoảnh khắc suy nghĩ đó thì không còn là chồng, là vợ nữa. Đẹp xấu cũng vậy. Như vậy thì nếu không có suy nghĩ thì không có cái gì đẹp xấu cả. Và chúng ta thấy rằng suy nghĩ thì nó suy nghĩ rất là nhiều. Có những cái suy nghĩ thì nó thành tựu các cái ngôn từ, nhưng mà đa phần thì suy nghĩ nó không có ngôn từ, không có ngôn lời, không thoát ra ngôn lời. Như vậy nếu mà suy nghĩ mà thoát ra ngôn lời thì thế giới này thật là ồn ào, phải không? Như vậy để cho chúng ta được rằng là tất cả pháp hữu vi do che của vô minh và tham ái và chấp thủ, nên là chúng ta đã chìm đắm trong những cái bóng ảnh và luôn luôn lầm tưởng những cái được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc, được chạm là con người này, con người nọ, là nhà, cửa, vân vân. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ có trong khoảnh khắc suy nghĩ. Ngay như bây giờ đây thì chúng tôi cũng đang nói chuyện một mình với chính mình. Thì quý vị là những người nghe thì cũng chỉ là nghe một mình, thấy một mình, ngửi một mình, đếm một mình, xúc chạm một mình và suy nghĩ riêng mình. Chúng tôi nói nhưng mà mỗi người suy nghĩ một cách khác. Có người thì tăng trưởng trí tuệ, có người thì tăng trưởng tham, có người thì ghét bỏ, có người thì nhàm chán. Tất cả cái điều đó áp hữu vi sanh khởi do duyên mà thôi, và không có ai có thể làm gì được trong tất cả các pháp. Trí tuệ cũng do duyên sanh, chánh niệm cũng do duyên sanh, cái thấy nghe ngửi nếm đụng như thế nào của khoảnh khắc này cũng do duyên sanh. Như vậy ngày mai các bạn có thấy được, ngày mai các bạn sẽ gặp được đối tượng thị giác nào không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà chắc chắn ngày mai sẽ có những đối tượng thị giác, chắc chắn ngày mai cũng sẽ có âm thanh, màu, mùi vị, tùy theo nhân duyên mà chúng ta sẽ các cái pháp này nó sẽ gặp gỡ và xúc chạm. Như vậy thì chánh niệm và trí tuệ nó phải được sanh khởi ở ngay khoảnh khắc này, và chúng ta luôn luôn phải nhớ về nó, và chúng ta luôn luôn học để nói về nó. Và chỉ khi nói về nó nhiều lần cho thuần thục thì tâm của chúng ta sẽ chạm đến thực tại một cách đầy đủ nhất. Và chính cái đây là cái cánh cửa để giác ngộ, để giải thoát khỏi tử sanh. Không có một thiền định nào có thể giác ngộ được ngoài cái chánh tri kiến mà Đức Phật đã dạy để hiểu về pháp hiện tại. Như vậy chánh niệm về hiện tại chính là cái pháp mà Đức Phật đã khám phá, Bậc Vàng Chi Diệu Giác đã khám phá. Và chúng ta đã rất thích thú trong cái sự thực hành, là tôi thực hành. Cái điều đó là một cái loại tà kiến vô cùng là lớn lao, nó ẩn tàng ngay trong cái chánh pháp này. Và chúng ta cần phải loại bỏ chúng trong bất cứ hình thức nào, và luôn luôn chỉ luôn luôn nhắc nhở mình hãy tỉnh giác, hãy thức tỉnh về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Bởi vì cái đó là thật, bởi vì cái đó là pháp, nó đang sanh khởi và hoại diệt đi trong từng sát na. Và đó chính là cái lý tứ thánh đế, là nguyên nhân của khổ, chính là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Phải thấy, phải nghe, phải ngửi, phải nếm, phải đụng, phải xúc, phải chạm, phải suy nghĩ về những cái thứ vô tri vô giác này, phải chấp thủ nó là khổ. Như vậy tham ái dính mắc vào nó chính là nguyên nhân của khổ đau, cho chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Và chính cái sự diệt tận ni tham đối với cái được thấy, được nghe, và cái thấy, nghe, ngửi này chính là nguyên nhân
là cái sự diệt tận của sắc tử. Chính vì chúng ta đeo đuổi những cái được thấy được nghe này nhiều đời nhiều kiếp rồi, nên là chúng ta rất là khó bỏ nó. Và chính cái thứ đó nó làm cho chúng ta trôi nằm trong vòng sanh tử luân hồi. Và chúng ta trôi cái gì thưa quý vị, cũng lại trôi vào những cái thấy nghe người nếm dùng tiếp nối trong ngày hôm nay hoặc mai, và tiếp tục đời sau nữa mà thôi. Nếu mà chúng ta cách như vậy thì cái con đường bát chánh đạo nó sẽ tiếp cận với thực tại này, và nó sẽ loại bỏ tất cả những cái vô minh, những cái tà kiến, những cái mờ ám của nó, không cho những cái thấy, những cái nghe này là tôi, là của tôi, đó là nó tách biệt những cái thế giới riêng biệt của sáu cái xứ này ra và sáu cái thức này ra, và nó thấy rõ được rằng là thì ra là những cái pháp này nó không có một tự ngã nào cả, mà nó chỉ do duyên khởi và rồi diệt đi hoàn toàn. Thì một khi cái gì đó vừa sanh khởi đó diệt đi thì cái đó không thể nắm không thể bám víu được, mà cái gì không thể bám víu được thì bám víu vào chúng là khổ đau, là si mê. Như vậy thì chúng ta thấy cái con đường này rất rõ mà Đức Phật dạy, là chúng ta luôn luôn phải ứng xử với sáu cái căn này bằng cái con đường bát chánh, sống thiết thực với đời sống hiện tại từng chút một. Thì cái con đường này mặc dù chúng ta hiểu đúng như vậy, nhưng mà nó mất rất nhiều những cái thời gian, và cái năng lực nghe và cái kham nhẫn nghe pháp của chúng ta nó phải đủ lớn và đủ mạnh, nó phải đủ cái chi kiến của nó về chánh pháp, và cái nghe nó đủ thì cái pháp nó sẽ thấm đủ, và khi thấm đủ thì trí tuệ nó sẽ tăng trưởng và trí tuệ nó sẽ khai mở, và khi trí tuệ nó khai mở thì nó xuyên thấu vào cái bản chất của thực tại. Bản chất đó vẫn là những cái gì nó rất là đổi, là bình thường trong đời sống hàng ngày nó sanh khởi, nhưng mà bây giờ đây thì trí tuệ nó đã lớn mạnh và nó xuyên thấu vào cái bản chất vô thường của những cái pháp này thôi, chứ còn nó không đi ra ngoài những cái pháp này được. Do đó mà chúng ta cần phải hiểu rất là rõ. Vì chúng ta hiểu ngũ uẩn nó không có tới, chúng ta chỉ hiểu trong cái hình thức pháp học hay là hình thức là mập mờ, rồi có đôi lúc chúng ta không hiểu, nên là chúng ta cần phải hiểu rất rõ từng chút từng một, hiểu rõ từng pháp một ở trong mắt ta mỗi nửa khi chúng ta tiếp xúc, thì đó là cái con đường nhất thôi, không có con đường nào khác. Ở đâu có chánh kiến thì ở đó có chánh định, có chánh tinh tấn, có chánh niệm. Nên là ở đâu mà không có chánh kiến thì dầu có chánh định đi chăng nữa, có chánh niệm đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ là pháp của thế gian thôi, nó không đưa đến cái sự giải thoát được. Nên là chúng ta phải hết sức lưu ý cái điều đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái bài pháp. Chúng con đảnh lễ ơn đức Tam Bảo. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, Đức Thế Tôn, đấng toàn tri diệu giác. Ngài bể bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin cung kính đảnh lễ ơn đức chánh pháp. Chánh pháp Đức Phật dạy thật là phương đương diệu dược, chuyên lành, chuyên chữa lành các căn bệnh nơi chúng sanh, phiền não nơi chúng sanh. Nhưng chỉ với những ai có duyên lành được nghe chánh pháp và hành theo đúng chánh pháp, người ấy mới giác ngộ, chấm dứt sanh tử luân hồi. Chúng con xin nghiêm tịnh cung kính đảnh lễ ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo thật là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài thật là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô lượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai đã gieo được giống lành nơi Tăng Bảo, người ấy chắc chắn sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là tạo thành những ba la mật, tạo thành những đức hạnh, và sớm chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Phước lành do đành để ân đức Tăng Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Càn Thất Bà, xuất sanh ngạ quỷ phi nhân Atula Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng đạo hữu Phật tử ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi. Mong cho quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao và luôn luôn có những tâm thiện lành và có duyên lành trong chánh pháp của Đức Phật, thực hành theo lời dạy của Ngài, và tất cả đều chứng ngộ niết bàn ngay trong đời sống này và được tiếp nối trong đời sống sau, và chấm dứt tự luân hồi khổ đau này. Nam mô Buddhaya. Chúng con xin đọc câu kệ 192-192. Ê tăng khô sa đa năng khê măng, Ê tăng sa đa năng bút tạ măng,
hê tăng sarana ma gam mắt sắp phát đúc kha và múc chật ti. Nghĩa việc mà Ngài Chánh Thân nào dịch là quả nhiên nơi nương tựa này là an ổn, nơi nương tựa này là tối thượng. Khi đi đến nơi nương tựa này được thoát khỏi mọi khổ đau. Như vậy thế nào mới được gọi là nương tựa Phật, phải không? Khó lắm. Nương tựa Đức Phật là không phải là chuyện dễ đâu. Nương tựa Đức Phật là phải nương tựa vào Tứ Thánh Đế. Nương tựa vào Tứ Thánh Đế. Bây giờ thì Đức đã vô dư Niết Bàn, Ngài đã hoàn toàn tịch diệt. Tâm của Ngài không còn trở lại thế gian này hay bất cứ thế gian nào khác nữa. Bây giờ mình có khen Ngài, có tặng Ngài bất cứ một cái gì đi chăng nữa thì cũng đều là vô ích mà thôi. Nhưng mà mình nghe lời dạy của Ngài thì mình sẽ được vô vàn lợi ích, và mình cũng sẽ đến cái bến bờ giải thoát. Vì Ngài là bậc toàn giác, Ngài là bậc chân thật. Tại sao Ngài lại khuyên quy y Ngài làm gì? Nếu mà quy y một mình Ngài thôi thì không đủ, phải không? Nhưng mà Ngài nói khuyên là quy y Đức Phật, Pháp và Chư Tăng. Ở đó chúng ta thấy cái câu kệ Ê Tăng Khô Sở Đại Năng Khê Măng, quả nhiên nơi nương tựa này là an ổn. Tại sao nơi nương tựa này là an ổn? Vì tất cả nơi nương tựa khác, dầu nó có tốt đẹp cỡ nào đi chăng nữa, thì nơi nương tựa ấy vẫn còn sanh và tử. Nhưng mà nương tựa vào Đức Phật thì không còn sanh và tử nữa. Chỗ nào nương tựa mà còn sanh tử là còn nguy hiểm, còn khổ đau hả? Nhưng mà nương tựa vào Đức Phật chỉ cho cái gì? Chỉ cho Niết Bàn, chỉ cho tịnh hạnh. Ê Tăng Khô Sở Đại Năng Khê Măng, quả nhiên nơi nương tựa này là an ổn. Vì sao vậy? Vì Ngài đã đoạn sạch vô minh, và Ngài lại chỉ rõ con đường, và đệ tử của Ngài từ tại gia cho tới xuất gia đều là những bậc thanh tịnh, đều là những bậc thanh tịnh. Và kể cả những người tại gia cư sĩ hay là chư tăng bây giờ, các ngài cũng vẫn giữ cao thượng diệu vợi ở cái thế gian này. Mặc dầu các ngài có phạm giới, phạm luật đi chăng nữa. Sao vậy? Đó chỉ là một chút của nghiệp quả thôi. Chứ nhân duyên các ngài đã được đến với giáo pháp của Đức Phật thì các ngài vẫn cứ là cao thượng, phải không? Con đường đã sẽ tới. Ê Tăng Khô Sở Đại Năng Khê Măng, quả nhiên nơi nương tựa này là an ổn. Vì nơi nương tựa này có con đường để thanh lọc tâm trí của chính mình, hoàn toàn trong sạch được. Và con đường nương tựa Ngài là con đường nương tựa chính mình. Bởi vì Ngài dạy cho cái pháp để cho mình nương tựa vào chính thân tâm của mình. Ê Tăng, từ Ê Tăng cộng với Ná tiếp đồng ngữ. Sá-ra-năng là danh từ trung tánh. Câu kệ này chia theo chủ cách là lơ lương tự. Chúng ta biết là trẻ thơ, nơi nương tựa của chúng chính là mẹ và cha, là nơi nương tựa tối thượng. Con người, cái nơi nương, gia đình của mình, nơi nương tựa là một cái mái nhà, phải không ạ? Như vậy thì tâm linh, cái nơi nương tựa tâm linh tốt đẹp nhất
chính là nương tựa vào Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Vì sao vậy? Vì ngài là bậc giác ngộ toàn tri, diệu giác hoàn toàn. Và chánh pháp đã được khai mở, đã được ngài thấy rõ, biết rõ và thuyết giảng một cách cặn kẽ đầy đủ cho con của ngài. Đó là nơi lương tựa tốt đẹp, không mù mờ, không mờ ám, không che đậy. Khê măng tức là khê má. Thì khê má là một cái tính từ trung tánh chủ cách, là an ổn hay là vắng lặng hay là bình an, hay nó còn gọi là thái hòa nữa. Ê tăng sá đá ná mút tà măng là cái lơi lương tựa này là tối thượng. Cái lơi lương tựa này là cao quý nhất ở trên đời này. Cái con người mà có sinh ra được, con người mà có được cái lơi lương tựa là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, Chánh pháp này, thì cái con người đó dầu họ có sinh ra ở cái ngôi làng thấp hèn, cha mẹ thấp hèn, nhưng mà khi họ lớn lên họ được quy y Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, họ đã có một cái lơi lương tựa tối thượng nhất mà ở trên đời này vua chúa cũng không thể có được. Giàu sang tột bực cũng không thể có được cái lơi lương tựa tốt đẹp như vậy. Những ai không có được lơi lương tựa này thì tất cả những người đó đang ở trong biển khổ đau, biển luân hồi. Đang ở những cái nơi, những cái con đường mịt mù tăm tối. Những cái tà kiến bao vây và phủ đầy, không ra khỏi được cái rừng rậm của vô minh, của ái dục, của tham ái, của luân hồi, của sanh già đau chết này. Nên chính như vậy, ai mà có được cái lơi lương tựa này rồi thì người đó có được cái lơi lương tựa tối thượng, có được cái lơi lương tựa tối thượng. Vậy thì Đức Phật có đáng kính không? Chư Tăng có đáng kính không? Giáo pháp có đáng kính không? Quý vị đừng nhìn vào những cái lỗi nhỏ nhặt. Của một hai đó, của một vị sư nào đó. Mà chúng ta phải quy y Đức Phật, quy y chánh pháp, quy y chư tăng. Chư tăng là những bậc thánh chúng, là những bậc thiện hạnh, như lý hạnh, bốn đôi thánh vị. Chư tăng ở đây còn kể cả là những người cư sĩ đức hạnh đang tiến tới tiểu tu đầu quần, tu đầu quần, tu đà hàm, a la hàm, a la hán. Như vậy những ai mà lương tựa, có cái lơi lương tựa này rồi thì có được lơi lương tựa tối thượng rồi. Nhưng mà họ cần phải tinh tấn để làm trở thành những người tối thượng. Chứ đừng chỉ là vẻ bề ngoài lương tựa tối thượng. Thì không đủ. Thì không có đủ. Mình đã có lơi lương tựa tối thượng rồi thì mình phải làm sao đó để tâm của mình từ những cái kiếp này trở đi được lối dài cái nguồn trí tuệ trong sáng mà Đức Thế Tôn dạy để đạt tới Niết Bàn tối thượng. Thực sự chúng ta bước vào cái con đường tứ niệm xứ này nó vô cùng khó, vô cùng chông gai, chứ không như chúng ta nghĩ đọc một vài bản kinh, phải không ạ? Thực tế cho chúng ta thấy, chúng ta nghe ở bên ngoài, chúng ta đọc sách thì chúng ta có vẻ như là ô, cái này dễ hiểu quá, cái này có gì đâu. Nhưng mà chúng ta ở cái chữ thôi, chứ còn đi vào trong danh và sắc hay là đi vào trong năm uẩn, chúng ta rất là mập mờ về chúng.
trong đời sống hàng ngày, phải không ạ? Chúng ta chỉ cầm miếng cơm lên lúc đầu vừa khởi lên một cái, vừa mới hay biết một cái là chánh là vô minh đã ập tới rồi. Nó như là thác lũ vậy đó. Đừng có nghĩ rằng chúng ta thấy được ngũ uẩn. Chúng ta nói về năm uẩn, đây là sắc thanh hương, ở đây là sắc thọ tưởng hành thức. Nó dễ lắm. Nhưng mà để thực chi, thực chứng nó, xin thưa mấy các bạn, trải qua rất nhiều thời gian, nó phải đầy đủ ba la mật, nghe một cách sâu thẳm và thực tại được chiêm nghiệm trong đời sống hàng ngày một cách trung thực nhất có thể. Chúng ta có chân thực được không? Khó lắm thưa quý vị. Nếu mà chúng ta nói chuyện với nhau chúng ta còn giả dối, còn chúng ta còn chân thực mới phát ấy, nó cực kỳ là khó, khó lắm, khó đến nỗi mà chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Chúng ta thấy khi mà thực sự là chúng ta không có thấy ngũ uẩn đâu, chúng ta nói về ở thế giới này năm uẩn thôi, chứ còn thực sự mà chúng ta chuẩn bị dần dần chúng ta thấy ngũ uẩn này đó, thì sao vậy? Khi mà chúng ta thực sự thấy ngũ uẩn thì trí tuệ của chúng ta càng ngày nó càng nhàm chán, nó càng ly tham, bởi vì nó thấy quá vô nghĩa, nó không có cái gì để mà bám víu vào. Nó giống như là một giọt mỡ thịt xương mà nó đầy hôi thối và nó đang thiêu cháy, mà nó rớt xuống cái mùi hôi với mỡ của nó rớt xuống trên cái cuộc đời này. Các bạn có ham thích nó không? Không phải không? Nhưng mà hằng ngày chúng ta ăn những miếng thịt, nhai những cái mẩu xương đó, chúng ta thấy thế nào? Còn vui thú lắm phải không? Còn tham đắm lắm phải không? Còn nghĩ về món ăn này, món ăn kia, nhà hàng này, nhà hàng nọ lắm phải không? Và đó là sự thật đó. Một sự thật rất phũ phàng. Khi nào mà chúng ta dần thấy những cái ngũ uẩn nó hiển lộ trong đời sống hàng ngày, chúng ta mới thấy cái sự vô thường, sự vô ngã, sự khổ, sự vô nghĩa của chúng. Khi nào mà chúng ta không thấy được cái sự vô nghĩa của chúng thì tâm tư nó còn bám víu vào trong đời này. Nó buộc ràng giống như là bò con vú mẹ, phải không ạ? Thật sự là chúng ta nắm cái vú từ nhỏ tới lớn, lớn rồi chúng ta lại nắm cái vú khác cho tới già, già rồi chúng ta chết đi rồi chúng ta lại nắm cái vú khác. Được vú người còn đỡ, chứ còn vú động vật nữa kìa. Và cứ như vậy hoài. Nếu không thấy ra được ngũ uẩn. Và quy y con đường này thì sao? Tối thượng, ra khỏi, không phải nắm cái vú nữa, không phải nắm vú mẹ nữa, rồi không phải nắm cái vú của người khác nữa, không phải sanh tử tử nữa. Nên là nơi lương tựa này là nơi lương tựa tối thượng. Cái nơi lương tựa này là vắng bặt của tham ái, của si mê, của tà kiến. Uttama là cái tính từ trung tánh chia theo chủ cách là tối thượng, tức là không có cái gì cao thượng bằng nữa rồi. Không gì cao thượng bằng nữa rồi. Cái tăng sợ nát mát gặp mát đến lời luôn. Tại sao nơi? Tức là phải biết, phải hiểu đến. Hiểu như vậy hiểu Phật là gì? Là đấng toàn tri, phải đáp giác toàn tới này. Ngài thấy ra công lý thứ
và là Ngài đã ý dụ vô thượng, tùy thượng. Đức Phật chữ tâu và chim, chúng ta thực thấy, thực biết quả thật những cái pháp này, những cái pháp hữu vi này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là vô nghĩa, là bất tịnh, là những cái thứ vô tri vô giác mà chúng ta hình thành nên những cái tư tưởng và cho chúng quá nhiều những cái vẻ đẹp, những cái ảo tưởng, những cái huyễn mộng, phải không? Chúng ta cho rằng những cái tóc xương thịt này là một người yêu thương trọn đời, trọn kiếp. Nhưng mà quả thật chúng chỉ là vô tri vô giác và bất tịnh. Hằng ngày chúng ăn những xác chết, chúng nhồi nhét vào những cái xác chết và những cái đống nước tiểu, những cái đống bất tịnh đó. Hoàn toàn nó không biết gì về thế giới này. Khi chúng ta ngủ say, thân thể, con cái, vợ chồng chúng ta, chúng ta có biết họ nằm ở đâu không? Mình ở đâu không? Hoàn toàn không biết. Khi tỉnh dậy thì sao? Bao nhiêu thứ tỉnh dậy. Thì cái thấy tỉnh dậy thì nhà cửa tỉnh dậy, xe cộ tỉnh dậy, tiền bạc tỉnh dậy, tà kiến tỉnh dậy, rồi sao? Tham ái tỉnh dậy, mong ước tỉnh dậy. Và rồi khi ngủ say chúng lại đi đâu? Chúng lại mất đi hoàn toàn. Kẻ thù tỉnh dậy khi cái thấy lại tỉnh dậy. Chúng ta quá ít biết về cái thế giới của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này, phải không? Nhưng mà nó thật là kinh khủng. Nó chính là những cái thành trì của tham ái mà nó bám víu vào những cái ảnh, những cái ảo ảnh phù du, những cái biểu tượng của những cái tứ đại xung quanh chúng ta sống này. Thực sự nó không có một con người nào cụ thể cả. Nó chỉ là những cái sắc, những cái thân, những cái hương, những cái vị, những cái trạng thái cứng mềm, lóng lạnh qua ngày này, qua ngày khác. Và nó cứ đắp đổi như vậy. Và chúng ta quên cái sự tỉnh giác này và vô minh. Rồi chúng ta nghe những cái câu chuyện nó đã hình thành lên, và thế giới này được nuôi dưỡng bởi những cái ảo ảnh đó. Nó trở thành một thói quen và nó đã rất 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 lâu rồi. Nên là vô thủy luân hồi là như vậy. Vì vô minh và tham ái che đậy, Đức Phật đã nói rõ cho chúng ta biết. Và cái cách phá chúng là con đường duy nhất, là con đường tứ thánh đế và con đường tứ niệm xứ. Và cái duy nhất của nó là áp dụng cái chánh chi kiến vào mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Từng chút một, nhẹ nhàng, bình tĩnh, sáng suốt, đi từng bước một thật là nhẹ nhàng. Và lúc nào cũng chỉ là khởi đầu, khởi đầu, khởi đầu. Những người nào luôn luôn là điểm khởi đầu, người đó sẽ chiến thắng ma quân. Còn người nào chạy theo hư tưởng, ảo tưởng, kiếp này, kiếp sau, tất cả những con người đang chìm trong tham ái, vô minh và tà kiến hết. Khó không? Khó, phải không? Đó mới gọi là quy y Đức Phật. Khoảnh khắc này chúng ta không hiểu thì không được gọi là quy y Đức Phật, và không được gọi là quy y chánh pháp, mà cũng không được gọi là quy y thánh chúng chư tăng. Chúng ta tạm gọi cái ngôn từ là con quy y Đức Phật trên danh nghĩa này, giữ gìn năm giới hoặc này, này kia thôi. Chứ bản chất của pháp là chúng ta chưa hề quy y Đức Phật. Chúng ta mới nhận. Như vậy thì làm con của Đức Phật thì chúng ta phải hiểu lời dạy của Ngài, áp dụng vào trong đời sống để thấy ra cái lời tuyệt hảo, tuyệt mỹ, cái lời chân thật này xuyên suốt thời gian và không gian này, và không ở đâu xa cả. Chính là cuộc sống đang hiện diện của chúng ta trong từng khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của đúng, của xúc, của chạm, của suy nghĩ này. Chứ không, nó không, không thể, trí tuệ nó không thể sanh khởi ngoài những cái khoảnh khắc này được. Bởi vì ngoài khoảnh khắc này là ảo tưởng, là khái niệm rồi. Sapa dukkha pamucchati là được thoát khỏi khổ đau. Đó. Khi nào mà chúng ta thấy cái thấy là vô thường, cái được thấy là vô thường, chúng chẳng là ai cả. Không lẽ mình đi sân với âm thanh mà nó đã diệt rồi hả? Không lẽ mình đi sân với một cái bóng ảnh mà nó vô tri vô giác?
không còn ảo tưởng nữa, không còn ảo tưởng về nó nữa thì mới đâu có sanh ra sân hận, phải không ạ? Đúng không? Bạn thấy đúng pháp như nó đang là thì không còn ảo tưởng, nó không có ai trong đó. Mà không có ai trong đó thì sao vậy? Thì ý niệm về ngã nó không còn, không có cái bóng ảnh, nó không chìm, nó không tạo cái bóng ảnh của mình ở nơi tâm mình, và nó cũng không đem, không ảo tưởng cái bóng ảnh ở bên ngoài cho rằng nó là như thế này hay như thế kia nữa. Quý vị có thấy không? Ngày này qua ngày, ngày này qua ngày, sự chết đến bất cứ lúc nào. Đừng nghĩ rằng các bạn sống được đến ngày mai, không có đâu. Mà kể cả các bạn sống đến ngày mai thì khoảnh khắc này cũng đang sanh và diệt, không có một ai ở trên đời cả. Có ba sự chết mà chúng ta phải luôn luôn nhớ, đó là kiếp sống, cái hết hạn của một kiếp sống, rồi cái chết của vị thánh A-la-hán chấm dứt luân hồi, và cái chết của dòng sanh tử luân hồi là luôn luôn tiếp diễn từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Như vậy cả luôn luôn sanh lên và diệt đi thì nó là khổ. Nó có cho bạn được một cái gì đó không? Không thể nào. Chẳng qua bạn sống trong ảo tưởng thôi, chứ nó không đem đến cái giá trị gì hết. Tất cả pháp vũ vi không một pháp nào. Trí tuệ nó tốt đẹp nhưng nó cũng là vô thường, nó cũng sanh diệt. Thành Đức Phật dạy chúng ta đến tận cùng của tất cả các pháp thì chỉ có niết bàn thôi, là chỉ có sự diệt tận thôi. Như vậy thì một người mà nói pháp Đức Phật mà luôn luôn hướng cho người khác về đời này và đời sau mà không nhắm đến cái con đường bát chánh đạo, con đường thực tại này thì quá nguy hiểm. Giáo pháp của Đức Phật không phải là như vậy. Giáo pháp của Đức Phật thâm sâu vô lượng và thiết thực hiện tại, và chỉ nhắm đến sự xả ly mà thôi. Còn tất cả chúng ta đã luân hồi vô tận rồi, và phước báo nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ lấy một chút tứ đại này hay một chút tứ đại khác, vị đắng hay vị cay, vị ngọt hay vị chua. Đó là thành quả mà vô lượng kiếp luân hồi chúng ta tạo, nó cũng chỉ bấy nhiêu đó thôi. Ngày mai các bạn có cái gì đẹp hơn, cái đó cũng chỉ là màu của tứ đại, là một âm thanh của tứ đại, là cái xúc chạm của một tứ đại. Các vị có xấu hơn, tiếp xúc cái gì đó xấu hơn, nó cũng chỉ là những cái tứ đại, nó xấu hơn những tứ đại khác. Nó biểu hiện cho cái nhân, cái quả của cái tâm mà thôi. Nhưng bản chất của chúng vẫn là hai thứ này, đó là danh và sắc. Không có gì khác hơn thế nữa cả. Bạn đã ăn bao nhiêu đất rồi, bạn đã ăn bao nhiêu thịt xương rồi, bạn đã có bao nhiêu tứ đại rồi. Và tất cả cái gì trên đời này, bạn cứ để ý đi, mỗi ngày bạn chỉ đổi chác và cầm nắm những cái tứ đại, tứ đại, tứ đại, tứ đại kia. Lúc bạn mua, lúc bạn bán, lúc bạn buông, lúc bạn giữ, lúc bạn cầm, lúc bạn trao đổi, lúc bạn đánh đập, lúc bạn đẻo, lúc bạn bẻ, lúc bạn cưa, bạn cắt, bạn ghép, bởi tất cả chúng chỉ là những trò chơi của những trẻ nhỏ. Và chúng ta còn vô minh hơn nữa, là càng lại càng chơi những cái trò ái dục này với tứ đại này, còn tệ hại hơn nữa. Nhưng mà quả thật đời sống đã là như thế. Vậy con đường này là con đường nương tựa tối thượng, là không phải còn chơi lại những cái trò chơi của tứ đại, không phải còn nhặt những mộ xương ở bia mộ mà gọi là chồng tôi, con tôi để khóc ra trong vòng sanh tử luân hồi, mặc dầu cái khúc xương đó bỏ lại hôi thối, chúng ta khóc thương. Nhưng chúng đã là một đứa trẻ thật là đẹp ở hàng xóm nào đó, thì thật là ngớ ngẩn cho một cuộc hành trình luân hồi này. Mà đó là sự thật không? À.
thật là đau khổ khi mà chúng ta phải mua gà, mua vịt trước thầy cúng, mua hoa ra những cái lấm mộ đó, cúng bái để khóc than thương, mà chúng ta đào lên là những bộ xương tan rã. Thật là ngây ngô. Mà trong khi đó cuộc sống thì luôn luôn là tiếp diễn. Chỉ có một cuộc kết thúc, đó là tâm A-la-hán thánh đạo mà thôi. Và con đường này, quy y Đức Phật này sẽ đi đến đó. Các bạn có đủ năng lực không? Các bạn có đủ niềm tin không? Hãy thử sức mình đi. Tôi nghĩ rằng ít người có đủ niềm tin lắm. Ít người có đủ niềm tin lắm. Chỉ khi nào chúng ta hiểu đúng diệu pháp của Đức Phật, tinh chân chánh, chúng ta mới được xác quyết rằng thật là tối thượng thay, thật là Đức Phật bằng xương bằng thịt, một con người bằng xương bằng thịt thật vĩ đại. Cái vĩ đại nhất ở trong Ngài không phải là thân thể của Ngài, mà chính là trí tuệ của Ngài. Xuyên qua giáo pháp thì chúng ta thấy Đức Phật thật là tối thượng, phải không? Đáng để lương tựa. Sapa dukkha là tất cả, mọi là tính từ, dukkha là danh từ trung tánh, đau khổ. Đau khổ ở đây là gì? Chúng ta đau khổ bằng mọi khía cạnh, nhưng mà cái đau khổ nhất ở trên đời này là tất cả mọi thứ đều bất toại nguyện hết. Không có gì toại nguyện. Chúng ta vừa toại nguyện cái này thì nó lại sinh cái khác, bỏ quên cái này rồi. Cái này đã là lãng quên rồi. Cái mà chúng ta đang đeo đuổi thì chúng ta mơ mộng ước ao, khi có nó lại chìm vào lãng quên. Lại tiếp tục đeo đuổi một cái khác, mà ai ngờ đâu chúng chỉ là những cái sắc màu, những cái âm thanh, những cái hình ảnh vô tri vô giác, cứ thay đổi và rồi diệt đi. Có phải vậy không? Thì chúng ta nhìn thấy sự thật và bản chất của chúng. Ba mu chát tí, cái căn của nó là căn múc, đá tí, là một cái động từ bất biến, ở thể hiện tại. Chỉ sự nhấn mạnh, múc là thoát khỏi, là được tự do. Được tự do cái gì thưa quý vị? Được tự do thoát khỏi cái ngũ quẩn này. Thoát khỏi cái ngũ quẩn này. Không còn phải chui rút vào cái ngũ quẩn nào nữa. Không phải dình những cái đất nước lửa gió mà hằng ngày luôn luôn sợ hãi chúng hoại diệt, mà chúng vẫn hoại diệt. Sợ hãi chúng đói, sợ chúng khát, sợ hãi chúng mất nhà, mất cửa, mất vợ, mất con, mà nó cứ mất mà vẫn sợ hãi. Rồi sợ hãi đời sau, sanh ra khổ đau như thế này, như thế kia. Thì cái con đường này sẽ chấm dứt mọi sợ hãi đó. Thì đó là nơi nương tựa tối thượng. Thật quy an ổn, thật quy y tối thượng, quy có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Như vậy quy y ở đây nó có hai nghĩa. Đó là chúng ta mới biết Phật Pháp, chúng ta mến. Xuyên qua những hình bóng chư Tăng mà chúng ta mến, chúng ta quy giáo Pháp và chư Tăng. Nhưng mà cái quy y đó, nó cũng gọi là một cái con người tốt đẹp, nhưng mà chưa có quy y an ổn được, phải không? Bởi vì giáo Pháp Đức Phật thì nó cũng có rất nhiều những cái tông phái lấy những hình bóng của Đức Phật và lồng ghép các cái pháp gọi là cũng là hay của cái thế gian vào trong giáo pháp của Đức Phật. Và chúng lồng cả của Đức Phật vào, cũng hình thức, cũng tu tập. Nhưng đó không phải là chánh pháp. Như vậy quy y ở đây, quy y Đức Phật ở đây là chúng ta phải hiểu rõ được nguồn gốc. Ngài là ai? Ngài sanh ra từ đâu? Pháp của Ngài, Ngài phát triển cái gì và đạt đến cái gì? Ngài có thật chư thực cái gì đó không?
tận nguồn pháp của Ngài là gì, lời dạy của Ngài. Và khi áp dụng lời dạy của Ngài vào trong đời sống hàng ngày này, có thật sự đem đến an lạc hay không? Có thật sự đem đến từ ái, có thật sự đem đến yêu thương, có thật sự đem đến không tranh cãi không? Có thật sự đem đến sự xả ly hay không? Có đem đến thật sự sự kham nhẫn hay không? Có đem đến tình thương và trí tuệ hay không? Và có thật sự giải thoát từng phần ngay trong đời này hay không? Khi mà chúng ta kiểm tra, chúng ta thực hành cái con đường giáo pháp Đức Phật dạy, đúng như vậy thì mới gọi là quy y Đức Phật. Như vậy quy y Đức Phật ở đây thì quy y cái gì? Bây giờ Đức Phật đã niết bàn rồi, vậy Đức Phật ở đâu? Đức Phật còn sống không? Có hai Đức Phật được không? Được đó. Đức Phật bằng xương bằng thịt thì Ngài niết bàn rồi. Nhưng mà Đức Phật ở trong lý tứ thánh đế mà Ngài để lại luôn luôn đưa đến bất tử. Ai thấy pháp người đó sẽ thấy Đức Phật, ai thấy giáo pháp người đó sẽ thấy Đức Phật. Do vậy mà khi Đức Phật biết bạn, Ngài Aranda có hỏi Đức Thế Tôn khi Ngài nhập diệt rồi thì ai sẽ là thầy, ai sẽ là hướng dẫn cho chúng con, cho thế hệ đời sau? Đức Phật nói không, không cần ai cả. Bởi vì chánh pháp là thầy của các ngươi, pháp vẫn là thầy của các ngươi. Vì Đức Phật đã chứng ngộ chánh pháp và Ngài cũng lấy chánh pháp là thầy của Ngài, và Ngài cũng từ đó lấy pháp là thầy, và Ngài cũng là thầy của pháp nữa. Ngài giảng dạy mỗi một từ, một câu Ngài dạy trong kinh điển hoàn toàn đều là từ trí tuệ gửi gắm ở trong đó, từng câu kệ, từng lời kinh. Chứ không có một câu nào dư thừa, một câu nào mà đem đến cái sự dư thừa nào cả. Câu nào Ngài dạy, bất cứ một câu nào cũng đều ẩn chứa trí tuệ ở trong những cái từ ngữ, những cái ngữ nghĩa mà Ngài truyền đạt đến hết. Và câu kệ nào của Đức Phật, chỉ cần chúng ta lắng tâm, chúng ta đọc lên thôi, cũng phát sanh cái hỷ lạc. Đang buồn, đang giận cái gì mà chúng ta chỉ cần bỏ đi vào nghe câu kinh Đức Phật thôi, là tâm của chúng ta đã lại khởi sanh từ ái, đã lại thấy vô thường một chút nào đó, đã xả ly những cái sự chấp giữ, đã xả đi những cái sự ích kỷ nhỏ mọn ở tâm mình rồi, phải không? Do vậy, đó không phải là lương tựa tối thượng sao? Không phải lương tựa tối thượng sao? Mà thôi, con đường tứ thánh đế, con đường mà tứ niệm xứ thì thật là tuyệt hảo, hàng triệu triệu, hàng ngàn ngàn chư thánh chúng và đệ tử Đức Phật, người tại gia cư sĩ, nghèo hèn xa hèn, tất cả các giai cấp, các ngài tu tập đều trở thành những bậc thánh hạnh hết. Như vậy giáo pháp của Ngài là công truyền, không có bí truyền. Nhưng mà lời dạy của Ngài đó vô cùng thâm sâu và cao quý. Do vậy mà chúng ta thấy trí tuệ của chúng ta không dễ gì để mà hiểu được một cách sâu sắc ngay hiện tại được. Do vậy mà chúng ta phải hết sức cẩn trọng, từng ly từng chút một. Chúng ta phải chấp nhận sai đi sai lại, nỗi lầm rất là nhiều. Và chúng ta phải luôn bắt đầu, phải luôn luôn lấy Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Và chúng ta cứ ỷ y rằng mình học như vậy là đúng rồi, là đủ rồi, là cái con đường đó là con đường tử huyệt của chúng ta. Tử huyệt của chúng ta.
Quý vị thấy tưởng là cái thấy cái nghe trong đời sống hàng ngày quý vị hiểu nó ư? Không bao giờ. Nó đến hoài đó mà chúng ta có hiểu đâu. Nó sanh hoài nó không hiểu gì hết. Lâu lắm được nghe, ví dụ nghe sư nói một chút thì bây giờ chúng ta mới hiểu được một tí. Nhưng mà ngày mai nó lại chìm xuống. Nhưng mà cái hiểu đó nó vẫn có ở đó rồi phải không? Nó lại tiếp tục rất là thích nghe những cái điều này nữa. Vì sao vậy? Vì pháp của Đức Phật là sự cuốn hút vô tận vào trong thánh điển, vào trong thực tại. Một khi mà chúng ta đã nghe đúng diệu pháp của Đức Phật rồi thì không thể nào chúng ta bỏ sự nghe được. Vì càng nghe trí tuệ nó càng sanh, càng nghe trí tuệ nó càng sanh. Và một nguồn cảm hứng vô tận. Đó mới là diệu pháp. Chứ còn diệu pháp mà chúng ta nghe ai đó thuyết một hai thời chúng ta chán chúng ta bỏ đi, người đó không phải là người thuyết pháp. Người đó chưa thực sự hiểu diệu pháp của Đức Phật là gì. Mặc dù chúng tôi chỉ nói cho quý vị cái thấy cái nghe mới thôi phải không? Nhưng mà quý vị có cảm hứng, quý vị có cảm thấy mình sanh trí tuệ không? Giáo pháp thiết thực vậy đó. Quy y như vậy mới gọi là quy y Đức Phật. Quy y Đức Phật. Khi nào mà chúng ta không hiểu pháp là gì thì chúng ta chưa được gọi là người quy y Đức Phật. Chưa. Còn khi nào mà chúng ta bắt đầu nghe những cái bậc thượng trí, những cái bậc hiền trí, những chư tăng, những cái vị cư sĩ thuyết về diệu pháp của Đức Phật một cách chân chánh, mà chúng ta nghe, chúng ta thấm dần cái lý tứ thánh đế, chúng ta thấm dần cái tứ niệm xứ trong đời sống hàng ngày, và bắt đầu tâm tánh của chúng ta lúc này hoàn toàn dần dần nó thay đổi một cách tự nhiên, và cái chánh pháp nó cứ như vậy nó ngấm dần vào tất cả những cái ánh mắt, thân khẩu ý của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Hằng ngày rất nhiều người học chánh pháp nhưng sống trong tà ác, nhớ như vậy. Vì học sai nên là sống sai với chánh pháp. Còn các bạn học đúng rồi, bạn có nghèo có khổ như thế nào, chánh pháp nó vẫn nuôi bạn trong từng cử chỉ hành động. Đó là cái điều kỳ diệu của chánh pháp. Bởi vì chánh pháp nó không có chạy theo con người, nó không chạy theo ảo vọng, nó không chạy theo danh vọng, nó không chạy theo tôi ta gì hết á. Nó có sự an tịnh viễn ly của nó. Bất cứ khi nào mà chúng ta học hiểu được chánh pháp rồi thì tự động cái nguồn an lạc, cái nguồn thiền pháp, cái giới hạnh nó tự thành tựu, nó tự hình thành lên từ trong tâm trí của các bạn. Và nó sống rất là thật. Xấu thì biết là xấu, bởi vì nó chỉ nghĩ đó là pháp thôi. Tốt nó cũng không chấp. Trí tuệ cũng không phải là của mình. Và nó chấp nhận sự thật là các pháp sanh khởi là do duyên như vậy. Bây giờ người ta có chê, có khen, hay là mình có sầu khổ thì nó cũng đã xảy ra rồi, theo duyên của nó rồi. Và ta lại bước đi từ đầu. Đó là chánh pháp đó. Nhưng mà chúng ta thì sao? Chúng ta không nghe chánh pháp đúng mực lên là hình bóng che đậy của chúng ta luôn luôn là che đậy. Và đã là che thì không bao giờ thấy được vô minh và tất cả các loại phiền não lậu hoặc, đúng không? Và nếu không thấy được tất cả các loại phiền não lậu hoặc thì bạn có tư cách gì để đối diện với nó? Bạn có tư cách gì để mà có trí tuệ để sanh khởi để diệt nó? Như vậy phiền não nó không nguy hiểm khi trí tuệ sanh khởi lấy nó làm đối tượng. Còn phiền não nó cực kỳ nguy hiểm và tai hại, nó chính là che đậy và ý niệm về ngã về nó. Còn nó chỉ là các pháp như những các pháp khác, với trí tuệ trung thực về nó thì một ngày nào đó nó sẽ được tận diệt.
nó sẽ được tận diệt hoàn toàn. Và đó là sự quy y tối thượng. Khi nào mà chúng ta thực sự quy y pháp là sao? Là chúng ta phải thật chân thật về cái pháp đó, chính là quy y pháp. Và thật chân thật về cái pháp đó thì đồng nghĩa rằng mình xứng đáng là người con Đức Phật, phải không? Mình xấu mà mình biểu mình tốt, không sao mình tốt được, phải không? Xấu thì xấu chứ, tốt thì tốt chứ. Xấu tốt cũng chỉ là một sắc la thôi, bất thiện cũng chỉ là một sắc la. Kể cả bạn đang nói chuyện với tôi rất hiền từ, nhưng tâm của bạn ở bên trong vẫn là tâm ác, thì bạn không thể nào là người tốt được. Nhưng mà bạn thấy tâm ác để đang sanh khởi, đó lại là một người tốt nữa rồi. Đó lại là một bậc hiền thánh đang sanh khởi, thấy ra được chúng rồi đó. Sự trung thực, sự chân thật là rất cần trong giáo pháp này. Không có sự chân thật, không một ai đạt tới Niết Bàn, không một ai đạt tới đạo quả gì cả. Và chúng ta phải công nhận với mình là sao? Mình còn quá vô minh, phải không? Về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Có thể mình thuộc hết Tam Tạng, mình thuộc rất nhiều kinh điển, nhưng mà đó cũng chỉ là trò chơi của vô minh thôi. Nếu không khéo, phải không? Vì vậy, những cái mà chúng ta biết về lời dạy của Đức Phật nó còn quá ít, huống chi là những thực tại trong đời sống. Khi nào mà chúng ta mon men thấy được những cái điều đó thì chúng ta mới thấy được trí tuệ của Đức Phật quả thật là nó vô biên, vô cùng, vô tận. Chỉ có bậc toàn giác mới thấy được cái thấy là vô thường, nghe là vô thường thôi. Rồi từ đó chúng ta mới nghe lại, rồi chúng ta mới giác ngộ thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng là ai đó dễ dàng thấy được cái thấy không phải là tôi, cái nghe không phải là tôi ha. Không có đâu, không khó lắm thưa quý vị. Thì tất cả trên cuộc đời này chỉ là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm thôi, phải không? Ai cũng vậy. Nhưng mà có mấy ai hiểu được nó không? Không hả? Chỉ có khi nào được nghe giáo pháp từ bậc nghe và con của Ngài thì mới hiểu được. Vậy khi nào mà chúng ta thực sự thấy đối tượng thị giác không phải là ai cả thì lúc này đang quy y Đức Phật, phải không ạ? Mà cũng đang thấy gì? Thấy Đức Phật. Và khi nào mà chúng ta thấy được rằng ô, bây giờ Đức Phật đang đối diện ở trước mặt chúng ta thì chúng ta cũng thấy đây chỉ là đối tượng thị giác thôi, thì mình là con của Đức Phật rồi đó. À. Nhưng mà quả thật nó là như vậy thưa quý vị. Quả thật như vậy. Như vậy khi nào mà chúng ta ai quy y Đức Phật đó thì thật là quy y A-mộc. Vì sao vậy? Vì con đường mà Đức Phật dạy là con đường bất hại, con đường xả ly, con đường nhàm chán ngũ quẩn, con đường tình này. Và con đường này đưa đến tịch diệt, đưa đến cạn kiệt của tất cả mọi lậu hoặc. Đó là quy y an ổn. Quy y ấy mới là tối thượng. Quy y đấy tối thượng. Vì tất cả quy y các chỗ khác thì không có con đường tứ thánh tế, tứ niệm xứ, phải không ạ? Mà không có ai chỉ ra cái thực tại trong đời sống hàng ngày là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Mình sờ chạm nó hàng ngày, nó chính là pháp bảo. Nó chính là lý tứ thánh đế. Nó chính là quẩn, là xứ, là giới, là đế. Nó chính là đất, nước, lửa, gió mà chúng ta chấp là tôi, là ta, là của tôi, của ta. Vâng. Này chấp là có thần linh, có thượng đế. Có một cái con người ở đâu đó đưa rước, có một cái vị thần, vị thánh nào đó. Nhưng mà quy y Đức Phật thì quý vị, Đức Phật dạy cho chúng ta những cái thực tại này và xả ly ly ở ngay đây thì chính là tâm thánh đạo. Tâm nó hết phiền não, hết lậu hoặc, không còn ảo tưởng nữa thì là tâm nó thanh tịnh,